Mình đang lội vườn xem cam đường canh của nhà mình mọi người nha. Thì có một bác cái điện bác ấy hỏi em, bác ấy bảo là nghe tư vấn của một số đại lý cũng như là của một số nhà vườn xung quanh. Trong giai đoạn như bây giờ là cuối tháng 8 đầu tháng 9 rồi, lại đi bón lân. Không hiểu là người ta tư vấn kiểu gì sao lại bón lân giờ này. Nếu như mà lân mà mọi người bón vào giai đoạn bây giờ là sau quả nó sẽ bị khô múi, dày vỏ, chai cứng quả khi nó chín mọi người nha. Mình làm cam mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi, là mình với kinh nghiệm thực tế của nhà vườn mình dám khẳng định với mọi người nếu như giai đoạn này mọi người bón lân. Thế nên là mình khuyên mọi người đừng bón lân trong giai đoạn này, mà giai đoạn này mọi người có nghĩ đến bón phân thì mọi người lên bón những cái dòng NPK tổng hợp nhưng chỉ số kali ở cuối nó cao nhất, ví dụ như cái dòng 12 đạm 5 lân và 16 kali, hoặc là cái loại 12 đạm 5 lân và 19 kali đấy. Nói chung chỉ số cuối cùng là cái chỉ số kali cao nhất. Nói chuyện với bác ấy, bác còn không biết là NPK nó là cái gì mọi người. Đó là những bác em do bác ấy mới làm vườn nên bác không biết mọi người nha. NPK nó là đạm lân kali ấy, chỉ số ba chỉ số. Đạm lân kali thường cái bao phân nó là đầu tiên nó là đạm, sau đó là lân và thứ hai là kali. Vậy thì cái chỉ số cuối cùng là kali cao nhất thì mọi người cứ mang về mọi người bón mọi người nha. Còn để trong giai đoạn bây giờ thì mọi người khắc phục mọi người nha. Mọi người phun hoặc là mọi người làm những biện pháp gì cho ăn thì mọi người kết hợp thêm những cái dòng như mình vừa nói là kali cao. Thứ nhất, thứ hai là biện pháp chống nứt mọi người nha. Đấy, những cái biện pháp đó là mọi người phải đẩy cao lên, ví dụ như cái biện pháp chống nứt nữa mọi người nha. Rồi đồng thời ví dụ sai quả quá như thế này thì mọi người vẫn cứ tiến hành mọi người phun thằng leo lên, hoặc là những làm phun những cái chọn lựa những cái dòng mà kích trái cho lớn quả ở các đại lý khác thôi, chứ không phải là mình cứ bảo là chia sẻ là lấy gốc của mình mọi người nha. Phun tất cả những cái dòng nào ở đại lý có mọi người mua về phun để cho kích quả lớn, còn mọi người mua thì mọi người chọn lựa những cái dòng nào mà hiệu quả thì mọi người đã mua để mọi người phun đấy. Ví dụ nó sai như này, quả nó nhỏ thì mọi người bắt buộc phải phun lên để cho nó lớn. Đấy là thực sự là mình chia sẻ, đồng thời là mình phòng trừ lấm bệnh rất tốt trong cái mùa mưa này vào mọi người nha. Lấm bệnh rất là quan trọng, 20-25 ngày rồi ruồi vàng nữa. Đấy là những cái vấn đề mà mọi người nên cần tham khảo. Còn tuyệt đối lân không được rắc trong giai đoạn này mọi người nhá. Đấy, em xin làm video nhanh em chia sẻ cho mọi người. Hy vọng rằng video chia sẻ có thể giúp ích được mọi người nhá. Đây em xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Ai cần tư vấn thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại 0386293755, hoặc là nhắn tin với em qua số Zalo có phải màn hình. Em sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ nếu như các bác cần mọi người nhá. Em xin có lời cảm ơn tất cả mọi người ạ.